Chào quý vị các bạn, hôm nay thì chúng tôi đang trong cái công đoạn test thử chiếc máy khoan đất 2PS Osma cho một khách hàng ở Lai Châu. Ok, các bạn có thể thấy được cái khách hàng này là chú Hải Vân Ga. Ok, đây các bạn thấy không, chú Hải Vân Ga, chắc là nhà chú Hải Vân này bán ga. Đang đi Lai Châu rồi đó, chúng tôi sẽ gửi xe ngân hàng các bạn nhá. Đây đấy, các bạn thấy không? Đây là chiếc khoan đất 2PS. Đây các bạn này, đây là chiếc khoan đất 2PS. Chiếc này dung tích rất là lớn các bạn nhá. Chiếc này trọng lượng của nó rơi tầm 12 đến 13 kg. Hàng của Osima. Osima là một thương hiệu nghe thì Nhật, nhưng mà nó là bản chất là Trung Quốc nhá các bạn nhá. Nói rõ luôn nhưng không lại bảo chúng tôi gọi là mập mờ trong vấn đề nguồn gốc xuất xứ. Đây là hàng Trung Quốc 2PS. Các bạn thấy không? Chiếc này thì bản chất thật sự luôn là ngày trước là sản xuất cho cái nhu cầu nghiên cứu cái chiếc máy này ra, sản xuất cho nhu cầu phục vụ trong bộ đội các bạn ạ. Các bạn đi bộ đội nghe cái câu chuyện mà đào lỗ mà chôn tàn thuốc chưa? Đào lỗ mà chôn tàn thuốc chưa? Đi vào mày con, đi vào mày tao lấy mày. Tôi nghe. Công việc đấy. Nhưng mà bây giờ do cái nhu cầu bây giờ trong bộ đội người ta không làm mấy cái trò mèo nữa, họ chuyển sang những cái trò khác hay ho hơn rồi. Thì chiếc khoan đất này lại được ứng dụng vào là khoan lỗ trồng cây. Rồi hôm nay thì chúng tôi sẽ test thử luôn cho bạn xem. Ông nhớ bác yêu cầu điện máy Minh Sơn video test thử thì chúng tôi sẽ test thử luôn để cho bạn xem một chiếc máy 2 kỳ mà 52cc chạy tiếng nó nghe khốn nạn như thế nào. Rồi, chúng tôi sẽ test thử luôn. Này, xăng pha nhớt nha các bạn nha. Đây, hướng dẫn các bạn là các bạn phải pha nhớt với xăng, không các bạn đổ vào đây này. Đó. Ôi, thanh niên này nghe yếu đuối lắm, không được. Linh mới. Ok. Các bạn thấy không? Từ từ đã cho nút xăng nắn ra đi em. Ngại gì? Quá trình nhỉ anh. Nghe tiếng quá giá tài. Con này mà tháo bô thì thôi rồi luôn. Thấy các bạn thấy không? Tiếng nghe bô 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 như là bô nhử vỡ bô ấy, nhưng mà thực ra bô nó không vỡ đâu. Cái này bô vỡ tiếng nó nghe kinh nữa. Đây là bộ chuyển giảm tốc này. Chuyển từ tốc nhanh xuống tốc chậm này các bạn này. Ok. Ôi, đây các bạn thấy không? Khoan đất Osima 2PS. Đây vị trí khả năng là bơm nhớt này. À bơm mỡ nhầm. Chế con này là chế lỗ to. Chế giống chế cắt cỏ thôi nhưng mà chế lỗ to các bạn ạ. Con này 105 dB, tức là tiếng nó gấp đôi một chiếc máy phát điện bình thường. Rất to. Nói chung là cũng được. Giá chiếc này là 3,6 triệu các bạn nhá. Nếu các bạn muốn mua thì cứ liên hệ điện máy Bình Sơn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn các bạn một cách nhanh nhất. Giá chiếc này là 3,6 triệu nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.